Shibu bị chê hát live dở như hết hơi, thầy giáo dạy thanh nhạc chính thức lên tiếng. Nhận xét về Shibu khi mới học nhạc cách đây 3 năm, thầy cho biết giọng mỏng manh yếu, âm vật hẹp, trong đầu chưa có một khái niệm gì về kỹ năng ca hát. Trước khi tung ra MV đầu tay từ hôm nay, Shibu kể cô đã có 3 năm âm thầm chuẩn bị, bao gồm việc học luyện thanh cùng giảng viên thanh nhạc Hoàng Anh Tú, giảng viên cao đẳng văn hóa nghệ thuật, thành phố Hồ Chí Minh, có 17 năm giảng dạy thanh nhạc, từng đào tạo nhiều ca sĩ. Giữa làn sóng tranh cãi, trong đó có rất nhiều lời phê phán, chỉ trích, Shibu tuyên bố muốn làm ca sĩ. Sau khi trao đổi với giảng viên Anh Tú về quá trình giảng dạy nữ hot girl, ông đã đưa ra những nhận xét về khả năng ca hát của mỹ nhân sinh năm 1993. Quả thật, đây là khoảng thời gian không hề dễ chịu của Chi, nhưng tôi biết rõ Chi là một cô gái cứng cỏi, có tinh thần thép của một chiến sĩ. Trước khi bắt đầu ca hát, em đã có một khoảng thời gian tương đối dài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp. Do đó, tôi tin em sẽ biết mình phải làm gì. Trong lúc này, tôi cũng không phải động viên em quá nhiều. Theo tôi, cống hiến và lao động là quyền của mỗi con người. Trong rừng hoa nghệ thuật này, Chi cũng chỉ là một bông hoa muốn đóng góp chút hương sắc, mặc dù giai đoạn đầu còn khuyết điểm và sai sót. Điều quan trọng là khán giả mới là người trao tấm thông hành trong hành trình ca hát của em, chứ không phải là một nhóm người nào đó tự nhân danh là chân lý và cứu tinh của nền âm nhạc Việt chúng ta. Nhớ lại buổi đầu đến học, suy nghĩ của tôi lúc đó là chà, một ca khó đây, mình sẽ phải vất vả nhiều với cô bé này, bởi tạo hóa không cho em một giọng hát vạm vỡ lực lưỡng, đẹp kiểu trường phái chính thống, mà là mỏng manh yếu, âm vật hẹp. Trong đầu Chi khi đó chưa một khái niệm gì về kỹ năng ca hát. Phải nói Chi có xuất phát điểm rất hạn chế, nhưng bù lại ở em có cảm âm ổn, nhạc cảm khá, biết chơi nhạc cụ. Đặc biệt sau một thời gian tập luyện, tôi thấy ở em ở một ý thức làm việc, học tập tốt và khát vọng vươn lên, ông Hoàng Anh Tú chia sẻ. Giảng viên cho rằng Shibu có xuất phát điểm rất hạn chế, nhưng bù lại ở Shibu có cảm âm ổn, nhạc cảm khá, biết chơi nhạc cụ. Đặc biệt Shibu là người có một ý thức làm việc, học tập tốt và khát vọng vươn lên. Thầy giáo còn nhớ rất rõ những buổi đầu đến học, Shibu hát được nửa bài lại nói mệt quá thầy ơi, rồi thở hổn hển. Qua thời gian tập luyện, âm vật đã được mở rộng hơn, giọng khỏe hơn, sức bền giọng hát tốt hơn. Shibu bắt đầu hình thành khái niệm kỹ năng trong lúc tập luyện thanh nhạc. Thầy cho rằng chuyện học tập là rèn luyện cả đời, chứ không làm việc một mình mà có cả một ekip hỗ trợ. Tôi tin các em ấy là những bạn tài năng và biết phải làm gì. Nghệ sĩ phải có sản phẩm để phục vụ khán giả. Và để được đón nhận thì sản phẩm phải chất lượng, chuyên nghiệp và thẩm mỹ tốt. Tôi chúc em phải là một chiến sĩ thật sự trên con đường mới này vì nó quá khó khăn, vất vả và đầy thị phi. Mong rằng em sẽ vượt qua khởi đầu gian nan khó nhằn này bằng bản lĩnh và khát vọng thực sự của mình.